Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua full carbon midsize. Một là dòng xe đạp full carbon, bộ vành nhôm cao bản, đồ full group chuyển động Shimano 105. Và chiếc xe này đang được bán với em mức giá chỉ có là 15.900.000, một cái mức giá cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe đạp rất là đẹp, xe đua full carbon đồ 105. Toàn bộ phần khung đây, các bác có thể nhìn thấy những cái thiết kế rất là đẹp, thiết kế hộp vuông và dẹp, cản được gió khi di chuyển trên đường, tạo được cái tốc độ nó tốt hơn, là những cái trục tròn, thiết kế rất là thời thượng đời mới này, dây chạy âm sườn, có những đường cắt kim cương rất là đẹp. Hộp full carbon, thương hiệu midsize, thương hiệu ấy cũng khá là quen thuộc với các bác chơi xe đạp, cái thương hiệu rất là tốt, thương hiệu midsize, model là Shadow, khung carbon. Tổng thể xe thì các bác có thể nhìn thấy trên hình, tổng thể xe là rất là mới, khung trước các thứ là tương đối là tốt, không có vết xước nhỏ là đáng kể. Đánh giá cái độ mới này của chiếc xe này còn được phải 85-90% về độ mới. Của những cái chi tiết tay lắc hay là những cái xích líp còn rất là mới luôn. Xe là xe mới về hay là em cũng chưa vệ sinh nhiều. À, các bác thấy nó vẫn còn đã được đẹp như này này. Vành nhôm cao bản. Máy wifi vi vòng cuối lỗ, clip 10 tầng và đây là 2 tầng đĩa. Đó, thì cái khung này nó thiết kế là sẽ có phanh đĩa này. Các bác sau này mà thích nâng cấp phanh đĩa thì các bác thay cái bộ máy phanh đĩa vào đây và lắp thêm cái phanh đĩa lên ở đây, đi ở phanh đĩa luôn, là dùng được phanh đĩa. Đó, còn bây giờ là người ta lắp cái phanh ba mảnh ở dưới này. Phanh ba mảnh thế này. Ở đây trên này cũng thế, cũng có lỗ để bắt phanh đĩa này. Các bác có thể dễ dàng nâng cấp những cái bộ máy phanh đĩa vào. Máy lắc cũng 105. Máy trên cũng wifi bi vòng luôn. Đó, 15.900.000 rất là rẻ được một chiếc xe đạp carbon đồ 105. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm, thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m55-56 đến khoảng 75-76 thì phù hợp. Chuyển động 1.5 10 lít, 2 tầng đĩa. Chuyển động cực kỳ ngon luôn, mượt mà, nhà êm ái. Vâng, và em vừa giới thiệu nhanh đến các bác mẫu xe đạp đua full carbon midsize Shadow Top, một tầm mẫu xe đạp rất là ngon trong tầm giá là 15.900.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.